đây 3 con nghỉ thôi. Các bạn học 8 buổi là nghỉ rồi. 8 buổi. Chắc thì đang làm giai đoạn 2 đấy. Buổi thứ 6 là kết thúc giai đoạn 1 rồi. Buổi thứ 9 là kết thúc giai đoạn 2. Ừ, nếu trong Tết hoặc là có thể qua Tết rồi nộp bài. Đang nghỉ Tết làm giai đoạn 2. Rồi tiếp theo thầy sẽ giới thiệu về cái công cụ cơ bản. Đây là các cái khối cơ bản, các khối 3D cơ bản. Thì các bạn thấy mình vào cái thẻ Grid nè, vào cái phần Geometry nè, thì các bạn có Standard Primitive, tức là cái khối 3D cơ bản. Thì các bạn có hai khối cơ bản và mở rộng. Các bạn bấm vào đây mình có chữ Extend Primitive, tức là khối mở rộng. À, khối mở rộng của khối cơ bản. Đấy. Thì thay vì các bạn vào bảng menu thì chúng ta có thể là vào Grid, đúng không? Và Standard Primitive, chọn khối box. À, thì thay vì các bạn vào đây thì mình sẽ bấm trực tiếp ở bên này. À, thì cách vẽ như sau. Chúng ta sẽ xác định cái vùng nhìn mình muốn vẽ. Ví dụ như thầy sẽ kéo ráp ở bên vùng top để xác định được cái chiều dài và chiều rộng của cái khối. Sau đó thầy đẩy lên để xác định chiều cao của khối. Được chưa? Đó. Khối box, tức là cái khối hộp như vậy. À, khối box. Khối sphere, sphere là cái khối cầu. Nha. Phía là khối hình cầu. Cylinder là khối hình trụ. Không, khối hình trụ. Turret là khối vòng xuyên, giống như vòng đeo tay á, đó là vòng xuyên. Còn không thì gọi là cái ruột bánh xe á, giống như cái phao. Khối vòng xuyên. Teapot là cái khối hình trà. Đây là một cái khối đặc biệt trong chương trình 3D Max. Và nhiều bạn thắc mắc hỏi khối này làm cái gì. Khối này nó chẳng làm gì hết á. Nó chỉ có giúp ích cho vấn đề là gì? Giáo viên làm các cái thị phạm cho các bạn xem thôi. Hướng dẫn làm thị phạm, giải thích các cái công, các cái lệnh gì đó thì chúng ta dùng làm thị phạm. À, khối cost tức là khối hình nón. Thì cách vẽ thì như sau, các bạn cũng kéo ráp để xác định cái độ lớn. Sau đó mình đẩy lên xác định chiều cao. Sau đó mình lại click cái mình kéo vô để mình xác định cái hình chóp. À, hoặc là hình chóp, tùy các bạn vẽ. Cái khối well sphere tức là một cái khối hình cầu. Nó giống như là gì? Nó giống như là cái sphere này cũng là hình cầu. Nhưng mà các bạn quan sát, các bạn quan sát hai khối cầu này nó khác nhau. Nó cái cấu tạo của nó. Các bạn click phải ra đây, mình mở cái chế độ là Add File lên. Các bạn click phải ra cái chữ Grid Linkage này. Các bạn chọn gì? Add File. Add File, Add tức là cạnh, File là mặt, cạnh của mặt. Thì lúc này bạn quan sát này. Cái khối phía này các bạn nó sẽ cấu tạo bởi cái mặt, mặt nè, cạnh nè và đỉnh, đúng không? Ở đây các bạn thấy nó có bốn đỉnh, tức là bốn cái nữa. Thì được cấu tạo bởi mặt, cạnh, đỉnh. Còn cái khối geo phía này thì nó được cấu tạo bởi gì? À, bởi triangle, tức là ba cái
gọi là tam giác đó, được cấu tạo bởi các cái tam giác để tạo nên cái khối. Thấy chưa? Nó khác nhau ở cái đó. Và tùy vào cái công việc của mình mà mình có thể dùng cái khối nào cho nó hợp lý thôi. Thì thông thường người ta dùng cái khối này nhiều hơn. Tiếp theo là khối tubi. Tubi là một cái hình ống. Các bạn sẽ xác định cái hình ống này, sau đó mình đẩy lên. Nó giống như là cái ống cống, đúng không? Ta làm những gì nó liên quan đến rỗng bên trong. Khối empire là khối kim tự tháp, khối kim tự tháp, cái khối kim tự tháp. Tiếp theo là khối plan. Plan tức là một cái mặt phẳng như vậy, nó giống như là một cái tấm thảm thôi, mặt đất thôi. Này là plan, nó không có chiều cao, nó chỉ là một cái mặt phẳng, gọi là plan. Rồi đó là cái khối 3D cơ bản. Còn 3D nâng cao thì các bạn sẽ có extend này, cái khối nâng cao, khối mở rộng này, nó có thêm cái khối này, thấy không? Nó có các khối này đó, nó có những cái khối cơ bản này. Khối Jumpbox. Jumpbox tức là cái khối box là gì? Hộp. Nó giống bên kia thôi nhưng mà nó mở rộng hơn là gì? Nó có cái độ phát cạnh, độ bo góc, đúng không? Bo cạnh gọi là Jumpbox. Khối oil. Oil tăng giống như viên thuốc á. Chúng ta sẽ nói được chưa? Đó, oil. Đó. Khối này N-gon, khối lục giác, nào lục giác, ta có thể vẽ được nhiều cái cạnh đa giác, lục giác N-gon, khối ringway, sáu. Đây các bạn muốn biết thì mình cứ vẽ ra ngoài thì mình sẽ có được cái khối, khối hình tam giác, rồi khối xoắn. Champersy là khối đó nè. Khối L tức là khối vẽ các cái tường. Ví dụ mình cần vẽ một cái tường bao quanh gì đó. Thay vì các bạn vẽ hai cái tấm bóc ghép lại thì mình sẽ vẽ cái này. Đâu? Khối chữ L. Chữ C. Vẽ các hình chữ C. Rồi hot lò xo, thì bên extend tức là các khối ở bên này là khối mở rộng. Thì hiện tại thì chúng ta cũng chưa dùng đến cái khối 3D mở rộng này đâu, chủ yếu giới thiệu cho các bạn thôi. Giờ mình sẽ trở lại cái khối 2D, xin lỗi, khối 3D cơ bản. Khối này các bạn nắm cho thầy những cái này, ok. Bây giờ thầy sẽ xóa hết, chọn hết, delete đi.